Nhiều tháng qua, công an các quận huyện, thành phố Thủ Đức đã ra quân hàng trăm lượt nhằm góp phần chống quảng cáo bẩn, đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị. Điển hình như công an phường 8 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn thanh niên phường và đoàn thanh niên công an quận ra quân vận động các hộ kinh doanh mặt đường tự nguyện bảo quản trụ điện, trụ đèn trước cửa nhà, tự bóc xóa khi phát hiện quảng cáo sai quy định.